dễ sống lắm. Mà không thấy nó chí thì mới có người trồng chứ, có người mua chứ. Cái vụ nào mà sắp lại đường có nước nhiều phải không? Xếp rồi. Rồi bỏ mẹ nó nước cũng lên nha. Đồ quỷ này nè. Nó về cái ôi. Rồi. Rồi. Trồng hết cây cái uống má cứ lộn lỗ làm hai cây. Đó, ai hả? Dạ. Đó.